Đây các bác xem, đây một con máy zin gần như mới tuyệt đối và đã được kỳ lân luxury bọc vàng lên, bọc vàng nguyên vàng y á. Và không những vàng không mà giá trị ở siêu phẩm này là đính 4 chiều kim cương và nút chọn hông ở giữa cũng là kim cương, nói chung là 5 chiều toàn bộ là hột xoan thiên nhiên hết. À, khác biệt với con hồi nãy là con bản màu da nâu này, chức năng là như nhau nhưng mà khác biệt là bề ngoài đây là da, đây là da B và đây là da cá sấu, và bộ phím là phím Sophia, đây là phím thép. Đó là điểm khác biệt, các bác muốn sự khác biệt thì có sự khác biệt giữa dòng này.